đó nè, đó nè. Con gì đây trời? Con gì đây? Oh, thì ra là mày, thì ra là mày. Xong ngàn, đi ra đây con. Do một con gì đây? À, thì ra là mày, thì ra là mày đấy hả? Đi ra đây. Em nó đào được một tiếng hồ rồi cả nhà mà chưa xong được. Cánh kia từ con, trời ơi con cánh cỡ đó là banh hết cái răng của con luôn á. Trời ơi đêm hôm bắt thằng nhỏ nó đào khổ thiệt chứ. Sao rồi, tự nhiên sao rồi? Nó đang ở trong chứ đâu mà đi tìm. Đây nè, ở trong này nè. Trời khổ. Nó ở trong này mà. Đây 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 đây. Trong à, mà đi. Đi. Đào đi, đào đi. Đào khi nào mà hết cái người mày vô trong là mình bắt được nó. Ừ. Đào đi, tôi bắt cho. Mày đào banh cái lô cao su người ta, mai người ta chửi cho mày coi. Trời ơi. Rừng rú âm u cả nhà ơi. Cỏ không lô cao su gì mà cỏ không gì trời. Nghệ thuật. Sau một hồi thì em nó đã đào không nổi nữa rồi. Nhìn cái mặt. Nhìn cái mặt ngu luôn rồi. Nhìn không ra con chó nữa rồi. Thôi làm nó mình ngủ chút xíu cho nó khỏe đi. Rồi đào tiếp. Nước trong bụng ốc ốc đó. Thiệt tình thiệt chứ. Mày đào được, mày đào xong con trồ này tao nghĩ chắc mày cũng chết luôn đó luôn. Mày chết luôn đó luôn, bảo toàn tính mạng nhé luôn. Nhìn ọc ọc trong này đã biết cái gì trong ọc ọc này, cái gì kêu ọc ọc đấy luôn. Mới đào con nữa à, mập quá đào không nổi. Mập quá, mập quá đào không nổi. Đào tiếp hả? Thôi tao tánh này cho mày đào. Ừ, mày phải lấy từ ngoài vào mới lấy sâu được. Chứ mày cứ đè cái lỗ đào không sao mà chui vào được. Rồi, rồi. Nó đâu rồi? Ừ. Thật là tội đấy mà. Ờ. Ừ. Bắt không được về xin cái đùi này luộc nha. Hello. Bắt không được về lấy cái đùi này luộc nha luôn. Nay mập quá rồi. 28 kg rồi. Đi không nổi nữa rồi. Sau một thời gian mà chó đào không nổi nữa thì kêu người trợ giúp. kêu người đào giúp. Đây. Anh em đem theo rượu nữa là cả đào xong là là nướng luôn. Được rồi, gần đây rồi, gần đây rồi. Từ từ. Mẹ rồi. Đây từ. Đây 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 này. Đây này, thấy thấy giá rồi nè. Thấy nó chưa? Thấy nó rồi nè. Thấy con. Chui ra giờ cái mũi đó. Khoan. Không. Thật
là hài hước đó mà. Chút đồ má đều ăn là con đi rồi. Hả? Con đi khoản rồi. Thằng đó. Con chạy ra mẹ nó sao anh ơi. Chạy thằng được. Nó chạy được. Anh cạnh một phạt đụt cụt tay luôn à. Cái đâu bạn nó phải không? Ừ. Còn gì nữa? Hãy trôn thấy con mèo nữa. Trôn. Trôn lục mà. Thật là hài hước các bạn. Ra chụp luôn chỗ mà đéo ra. Mà ra chú chuột đi chỗ kia cho nó chú báo chứ. Nghĩ rằng ra. Chú chứ còn cho nó thông thông ra chứ. Răng hết đó. Vô đây. Dễ gì anh làm dễ gì. Đúng không? Nó làm im đó mà. Giờ lòng tay thì cắm đầu đúng không ha? Ờ. Anh dám không? Không à. Đi chú. Đau thì nên là đau đến nó càng. Là nhẹt lại. Nhẹt lại đấy. Đi tới ngoài kia với gặp bốn con mèo mà không giảm mạnh. Thấy ngon lành chứ. Từ mà nhìn hiu đó. Dưới lên mà, dưới tết lên mà. Dưới tết lên. Thế là, cuộc nữa đi. Nó vượt hết cái lông đó. Ủa năm đấy má. Ừ. Anh. Đây nè, anh đè vô đây để bắt được nè. Cầm đâu rồi nè. Ồ, người hẹn nó đó phải không? Ừ. Đấy, người hẹn nó đó chứ. Anh chạy bố đi chứ. Đâu phải đâu rồi. Đâu có 15 lắm. Đâu 15 nó đâu níu anh ấy mà. Nó mùi hắn đấy, mùi hắn đó. Cái đâu phải nó luôn, cái đâu phải nó luôn. Đâu phải nó luôn. Tâm nó chặt cháu ơi. Một anh đi chơi đó. Tâm nó giá tôi chắc đó. Nó có những cảnh lùng tay á. Tố à. Tố nhỏ. Tố. Em chả thấy anh thì cái đầu anh nhọn hoắt ra. Thấy dậy đâm đâm luôn luôn. Gì mà thấy cái kiểu được lắm chá. Chỉ mới nhìn cực khổ đó. Bộ, gì mà giống như kiểu mặt rắn đó. Gì mà gồm một sự gần nghìn lắm á. Cưng ngay. Chết mẹ nơi con chim nè. Wow. Nó nhìn hấp dẫn đấy trời. Trông đẹp thế chứ. Ơi. Đứng lâu chưa? Cô nhỏ à. Wow. Ô trời ơi. Trời ơi. Ô trời ơi. Trời ơi. Thành công. Còn con một nữa. Hết mẹ rồi. Con kia chạy lên lô có kèo. Ê, gì xong rồi anh em. Hả? Nhớ buộc lại. Nó là mình gọi cương. Kêu nó chạy qua lại trôn về mà. Mình thấy tôi sáng mình hầu. Là không gọi mày nhé mày. Đào. Mày nhạt này coi.